Chào các bạn, hôm nay Phượng xin chia sẻ các bạn cách làm sữa chua nếp cẩm tại nhà. Đơn giản mà lại ngon. Nếp cẩm mềm dẻo và để lâu cũng không bị cứng, ăn kèm với sữa chua và cộng thêm một ít trái cây nữa thì vừa thơm ngon vừa lại tốt với sức khỏe. Và cách làm thì cũng không khó nên mời các bạn vào bếp cùng Phượng. Để làm sữa chua nếp cẩm thì đầu tiên mình có nếp cẩm. Và các bạn người miền Nam thì có thể là sử dụng nếp than. Vì nếp cẩm thì ở người miền Bắc thì rất là nhiều, mà thường nếp cẩm thì nó sẽ ngon cái nếp than này. Nó tròn và cái hạt nó to hơn so với cái nếp than của người miền Nam mình, và ăn nó lại dẻo ngon hơn. Nếp cẩm sau khi vo sạch rồi thì bây giờ mình chuẩn bị mình ngâm nếp. Và trước khi ngâm nếp mình cho một thìa cà phê muối vào trong này. Tiếp tục mình cho một lít nước vào mình để ngâm. Và mình ngâm cái nếp cẩm này 6 tiếng đồng hồ. Sau 6 tiếng đồng hồ thì mình vớt ra và có thể là nấu được. Có thể nấu trong nồi cơm điện hoặc mang đi hấp xôi. Và mình thấy nấu trong nồi cơm điện thì thường để nguội nó hay bị cứng. Rồi đây mình sẽ mang xôi đi hấp. Nếu như vậy các bạn mà muốn giảm cân á, hoặc là sau khi ăn dư có thể làm được cơm rượu, thì như vậy mang đi hấp là được. Rồi ở đây mình sẽ làm cho cái nếp này nó béo, nó thơm từ bên trong. Mình cho vào trong thau này và mình ngâm với nước cốt dừa. Cho 1/4 thìa cà phê muối vào đây. Rồi để tạo vị béo thì mình cho vào trong này 250ml nước cốt dừa. Các bạn thích béo nhiều thì cho luôn nguyên một lon này vào luôn cũng được. Nhưng mình thấy như vậy là cũng vừa rồi. Rồi mình trộn đều muối, nước cốt dừa lên và mình ngâm trong nước cốt dừa này là 3 tiếng đồng hồ. Để cho cái hạt nếp nó béo từ bên trong lẫn bên ngoài. Sau 3 tiếng thì mình vớt cái nếp này ra và mình để cho nó ráo nước. Và để hấp cái nếp cẩm này thì mình sử dụng 1/4 cái lượng nước trong nồi hấp. Và hấp nếp khi cái nước này nó còn đang nguội hoặc là ấm thì cái xôi mình sẽ mềm hơn. Rồi mình sẽ cho cái nếp vào. Và để cái xôi nó không có bị nhão thì mình đậy cái khăn bên trên. Rồi mình sẽ đậy nắp lại, mình hấp 40 phút. Cái xôi của mình đã chín rồi. Nhưng mình tắt bếp mình mang cái xôi ngay lúc này thì cái xôi mình một lúc nó nguội nó sẽ bị cứng. Rồi đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn là một là cách hấp nếp 2 lần để xôi nó mềm dẻo hơn. Hai là các bạn cho cái nước nóng nước sôi sùng sục á. Rồi mình cho 60ml nước nóng khoảng 4 thìa canh á cho vào và rưới đều vào trong này. Và mình sẽ hấp thêm 10 phút nữa. Xôi đã hấp thêm 10 phút, giờ mình xem cái xôi nó đã thật là mềm chưa. Xôi nó cũng tương đối mềm và chưa có mềm dẻo lắm thì mình cho tiếp tục vào trong đây là 120ml nước, khoảng là 8 thìa canh nước. Rồi mình rưới đều lên và mình hấp thêm lần 3 này nữa để cái xôi nó thật là mềm luôn. Thì vì cái xôi này mình ăn nó lạnh mà, mình cho vào đá lạnh, mình ăn thì cái xôi mình nó sẽ dễ bị cứng lại lắm. Rồi các bạn nào thích ăn có vị ngọt thì cho đường vào ngay lúc này luôn nhé. Và nhớ là cho lá dứa vào dưới nồi hấp. Và mình hấp thêm 10 phút nữa. Xôi đã hấp thêm 10 phút. Giờ mình xem cái xôi nó đã thật là mềm chưa. Cái xôi mình đã rất là mềm rồi nè. Cái hạt xôi thì còn nguyên hạt, tuy nhiên mình bóp vào cái xôi nó rất là mềm mại luôn.
mềm như vậy là được nè. Là khi mình ăn đá mình cho vào trong lạnh, cái xôi mình không bị cứng. Rồi các bạn nào mà thích ăn vị ngọt á, lúc nãy hấp lần 3 này nè, thì các bạn cho đường vào trộn đều hấp 10 phút các bạn nhé. Rồi mình mang xôi ra để nguội. Xôi đã nguội thì mình thấy cảm giác cái xôi nó vẫn mềm mại nè. Và mình để nguội để qua ngày cái xôi mình vẫn mềm nhé, nó không có bị cứng đâu. Rồi mình sẽ cho vào trong ly này, mình ăn kèm với sữa chua với đá và trái cây. Thì cái hàm lượng chất dinh dưỡng trong cái nếp cẩm này rất là cao so với cái nếp thông thường của mình. Ngoài ra thì ăn sữa chua nếp cẩm có tác dụng làm đẹp. Và khi mình cảm nhận đầu tiên mình ăn cái sữa chua nếp cẩm này, đó là cảm giác mát lạnh. Cái hạt nếp này dẻo mềm nhưng có cái độ hơi sực sực của cái vỏ lụa bên ngoài. Và có cái vị ngọt ngọt chua chua thanh thanh. Và hòa quyện cùng với trái cây từng mùi thơm nữa, ăn rất là ngon và lạ miệng. Và người già và trẻ nhỏ cũng có thể ăn được. Các bạn hãy một lần chiêu đãi cho gia đình bằng cái món sữa chua nếp cẩm này nhé. Trong video tới thì mình xin gửi đến các bạn một cái món bánh của người miền Tây. Đặc biệt là cái món bánh này ăn rất ngon và lại thơm. Và trong phần chia sẻ ngày hôm nay thì mình có nhiều thiếu sót. Rất mong cô chú anh chị và các bạn góp ý giúp mình. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.